Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thư Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714 985 9999 và 714 657 7866 để tìm hiểu thêm về chương trình sức khỏe Brand New Day, xin gọi ngay 855-804-3305 hoặc TTY 866-321-5955 và website bndhmo.com. Quý vị đang theo dõi phần cuối cùng trong chương trình tin tức sáng ngày hôm nay và thưa quý vị một trong những cái tin gây chấn động vào sáng ngày hôm nay đó là việc một thanh niên ở Nhật đã vừa bị bắt giữ sau khi cảnh sát phát giác ra là anh này đã giết người và chặt xác đến chín cái thi thể ở trong căn apartment của anh ta thì thưa quý vị cảnh sát đã lần ra được Takahiro Shirashi, 27 tuổi, là cư dân sinh sống ở thành phố Yama. À, đây là một nơi nằm về phía tây nam của thủ đô Tokyo. Thì à, mọi chuyện chỉ từng cờ được phát giác khi mà cảnh sát truy tìm tung tích của một cô gái 23 tuổi bị mất tích từ ngày 21 tháng 10. À, tuy nhiên cô này cũng từng đăng lên mạng xã hội là... À, có ý muốn tự tử và ừ. người cuối cùng mà có liên lạc với cô lại là anh uh, Takahiro. Thì khi mà cảnh sát tìm đến apartment của anh này thì uh, nhân tiền một người hàng xóm cũng ra phàn nàn với cảnh sát là căn apartment của cái anh này mặc dù mới dọn về từ hồi tháng 8 mà thôi nhưng mà lại bốc ra một cái mùi hôi rất là thối và nồng nặc thì cảnh sát vào bên trong đã tìm thấy được hai cái đầu bị chặt đứt ở trong một cái thùng đá cùng những cái phần thi thể không còn nguyên vẹn của tổng cộng là 8 phụ nữ và một người đàn ông đã bị chặt ở trong những cái thùng đá khác thưa quý vị và chính miệng của anh này cũng đã thừa nhận anh là người đã giết hết 9 người này có thể là vì các vụ thử nghiệm nguyên tử đến 6 lần trong thời gian qua. Đây là một cái khu vực ở Bắc Hàn, thưa quý vị. Và hình ảnh của satellite cho thấy rằng là vừa xảy ra một cái vụ sập hầm. Cái hầm này được xây dựng để mà đưa những cái chất liệu nguyên tử vào đây. Mà tội nghiệp nhất là những công nhân của Bắc Hàn làm việc trong điều kiện như là nô lệ. À, tin tức cho biết là trong lúc mà đang xây dựng cái hầm thì có 100 công nhân ở bên trong hầm sập lần đầu hai lần sập lần thứ nhất đó, thì nó chôn vùi 100 và trong lúc nhốn nháo thì những người công nhân còn sống ở bên ngoài đã chạy vào tìm cách để mà cứu những công nhân bị kẹt ở bên trong thì trong lúc khoảng 100 công nhân còn lại đi vào trong hầm thì cái hầm sập thêm một lần nữa dẫn đến hai lần sập. Hậu quả là chôn vùi cả 200 người ở vào đây. Nhưng mà cái chuyện mà cứu những người này tôi nghĩ rằng phía Bắc Hàn chắc họ không làm đâu. Bởi vì sao? Nguồn tin ghi nhận đó, từ cơ quan nguyên tử của Bắc Hàn họ nói là có thể đã dò dỉ chất phóng xạ. Và khi dò dỉ chất phóng xạ này thế thì họ sẽ làm gì? Họ sẽ phải chôn vùi luôn cả cái khu vực này để tránh cái phóng xạ nó có thể lan tỏa ra khắp nơi tuy nhiên một cái tin tích cực cho thấy rằng là quả báo kim jong un cứ tiếp tục tìm cách để mà thử nghiệm nguyên tử thì giờ đây cái vụ sập hầm này cho thấy rằng là nỗ lực của y sẽ không thành hiện thực nữa thưa quý vị À, vâng thưa quý vị và tiếp tục với uh, phần tin quốc tế thì uh, ông cựu tỉnh trưởng của catalonia carl Puigdemont uh, mới đây đã vừa đi uh, trốn, vâng trốn sang bỉ và phát biểu tại brussels thì uh, ông nói rằng ông khẳng định là ông không có xin tị nạn cũng như là không muốn thành lập uh, chính phủ lưu vong như là không lời đi lời đồn À, <laughs> vâng thì ổng giải thích luôn thưa quý vị thì ông nói là cái lý do mà ông trốn sang bỉ là nhằm muốn thu hút sự chú ý của thế giới à, đặc biệt là các lãnh đạo của khối liên hiệp châu Âu thưa quý vị và ông cũng cho biết là à, ông hoàn toàn ủng hộ cái cuộc bầu cử sự kiến sắp diễn ra vào ngày 21 tháng 12 do chính phủ Tây Ban Nha kêu gọi nhưng mà ông nhấn mạnh rằng ông chỉ muốn hỏi các lãnh đạo trên thế giới và cả chính phủ phủ Tây Ban Nha là liệu Madrid có tôn trọng cái kết quả bầu cử vào tháng 12 này hay không mà thôi. Thật nhanh thưa quý vị, chúng tôi nhận được tin tức từ Los Angeles và ở quận Cam nữa. Cơ quan giao thông vận tải của Los cho biết là hôm nay là kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Metrolink. Thảo Yên có đi Metrolink bao giờ chưa? Giờ chưa. chưa. <laughs> bởi vì có xe mà đi Metrolink làm gì? Chúng tôi à, lúc mà có con nhỏ đó đưa mấy đứa nhỏ đó đi chơi, vâng. thì metro metroling nó nối Anaheim lên trên Los, à... yeah. thì đến, đến cái trạm mà Anaheim á, mình leo lên xe cái mình đi lên trên Los bằng Metrolink đi nhanh lắm, thì cái mục tiêu của Metrolink thành lập ra để làm giảm thiểu cái tình trạng mà kẹt xe, thì nhiều người đã hưởng được cái chương trình này lắm, cứ vị đậu xe ở một chỗ sau đó lên Metrolink và đi làm việc. À, và chúng tôi biết cũng có những người bạn đó, họ ở quận Cam nè mà họ phải làm ở Los đó. thì họ nói không thể nào buổi sáng mà họ lái xe lên đó được hết á họ đến đậu xe ở Anaheim xong hoặc là Santana cũng có chạm nữa và lên trên đó đi đến Los Angeles và nhờ cái hệ thống Metrolink là phải tiếp tục nữa sắp tới đây từ Metrolink dẫn đi một cái con đường cao tốc từ quận Cam lên tới San Francisco thật là nhanh luôn đi có 2 tiếng rưỡi tới 3 tiếng là tới nơi thay vì 7 tiếng lái xe thì cái hệ thống này cũng đang được xây dựng nối mạng giữa Los Angeles và San Jose thật nhanh thưa quý vị một cái bi kịch chúng ta đã nghe nói mới đây thì tuần rồi tổng thống Trump đã tuyên bố cái tình trạng khẩn cấp của opioid là những người đa số là người Mỹ trắng họ cứ đi xin toa bác sĩ đó thuốc giảm đau quá mà uống giết nó ghiền và họ cứ mê thôi và có nhiều người là bởi vì uống rượu rồi uống thuốc giảm đau vào nữa thì là bị overdose thì đây là bố con Carlos và Joseph Andre ông bố 44 tuổi và cả hai sống ở Brooklyn New York đứa con mới có 22 tuổi bản tin ghi nhận đó đứa con nó không biết chơi cocaine ông bố rủ nó chơi Quý vị có thể tưởng tượng ông bố tập tành cho con mình mới hôm chủ nhật hai bố con có cái tiệc sinh nhật ở nhà thế là bố rủ đứa con ra hít cocaine mà trước đó hai bố con đã uống rượu rồi hít một cái thằng con chịu không nổi oh. té sùi bọt mép chết ngay tại chỗ trước cái sự chứng kiến của người bạn gái ông bố bà vợ chạy ra thấy ông bố dãy đành đạch wow. ông bố hít mạnh quá chết luôn hai bố con chết một lúc thưa quý vị và một cái buổi tiệc sinh nhật nó trở thành một cái đám tang cho cả hai bố con mà hai bố con rất là đẹp trai à, tương lai của một đứa con này nữa chỉ vì ông bố quá ư là hư hỏng hàng xóm nói là những người biết ông ông có tiền lắm vâng. à, kinh doanh nhưng mà à. bao nhiêu tiền đó để chơi cô khen một à. người chơi cô khen rất thường xuyên chúng tôi à, xin được tạm ngưng cái phần tin tức ngày hôm nay chiều nay lúc 5 giờ chúng tôi trở lại vừa đến thêm quý vị các bản tin đáng chú ý giờ đây ngày cuối cùng để có mặt ở trên 57.7 ngày mai chúng tôi chuyển sang 18.9 kính chúc quý vị một ngày làm việc thật vui quý vị nhé. xin trân trọng kính chào tất cả quý vị